Tiên và Thanh Tiến xin chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 mời quý khán giả cùng đến với những thông tin trong nước đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 32 tỉnh thành phố, thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 3 tháng 11. Theo đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng thời nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất, tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do, đề xuất các giải pháp khắc phục, phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị. Thưa quý vị, Đồng Tháp hiện đang áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Trong điều kiện địa phương từng bước mở cửa phục hồi kinh tế xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã đang bắt nhịp trên tinh thần sản xuất phải an toàn. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được phục hồi theo chiều hướng ngày càng mạnh mẽ. Có 156 doanh nghiệp thực hiện phương án 4 tại chỗ, một điều đáng ghi nhận là các doanh nghiệp đã dần thích nghi với tình hình mới, tái cấu trúc sản xuất, chuyển đổi số và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế, ngành công thương đang nỗ lực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động, vaccine, công suất để doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất trở lại. Từ chiều ngày 21 tháng 10, xe khách tại Hà Nội được hoạt động bình thường thay vì chỉ được chạy với tần suất 5% lượt chuyến và chở khách tối đa bằng 50% số ghế như trước. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các đơn vị khai thác bến xe, cảng hàng không, ga đường sắt, đơn vị cung cấp phần mềm kết nối trong hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn, các bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả hành khách, đảm bảo an toàn, bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR, niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng chống dịch, bố trí khu cách ly cho các trường hợp có các triệu chứng nghi nhiễm Covid. Với hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh, sở yêu cầu tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay nhu cầu của người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh và ngược lại ngày càng tăng cao, nhưng do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên việc di chuyển vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, di chuyển bằng phương tiện cá nhân đang là sự lựa chọn của nhiều người. Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển, đồng thời thực hiện tốt việc chống dịch, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã có những phản hồi hướng dẫn để người dân đáp ứng đủ các điều kiện theo quyết định 4.800 của Bộ Y tế, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ. Đối với các trường hợp mà người dân đến Tây Ninh và đi về trở lại trong ngày, không ở lại lưu trú tại Tây Ninh, thì chúng ta chỉ yêu cầu xét nghiệm sách COVID-2 đối với người xuất phát đi từ các khu vực có nguy cơ rất cao và khu vực có nguy cơ cao, tức là những vùng dịch cấp độ 4 và cấp độ 3 cho kể cả các trường hợp mà đã tiêm đủ liều vaccine hoặc là các trường hợp đã khỏi bệnh Covid thì trước khi di chuyển là phải xét nghiệm sách Covid-2 và còn hiệu lực trong vòng 72 giờ trong suốt quá trình di chuyển và đến Tây Ninh thì phải tuân thủ thông điệp 5K khi đến các chốt cửa ngõ của Tây Ninh thì tiến hành khai báo y tế và quét mã QR code. không yêu cầu xét nghiệm cho các trường hợp mà di chuyển từ à, những dùng cấp độ 1 và cấp độ 2. Thì trường hợp này thì trong quá trình di chuyển và trong quá trình đến Tây Ninh thì phải tuân thủ ở thông điệp 5K và tiến hành khai báo y tế tại các chốt cửa ngõ là được. Trong ngày 21 tháng 10, Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch 3676 để triển khai thực hiện nghị quyết 128 trên địa bàn tỉnh nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vì vậy, người dân trong quá trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của ngành y tế và quy định của địa phương để việc lưu thông được diễn ra thuận lợi. Thưa quý vị, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3691 ngày 22 tháng 10 năm 2021, Sở Y tế thông báo về việc cho phép đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng hoạt động trở lại vào lúc 7 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021. Theo đó, trước khi tiếp nhận bệnh nhân, Sở Y tế đề nghị đơn vị triển khai lưu ý thực hiện các nội dung sau. Khu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sàng lọc bệnh nhân ra vào viện phải nằm tại cổng số 2, đường Hoàng Lê Kha phân luồng cho bệnh nhân lối đi riêng để đảm bảo biện pháp phòng chống lây nhiễm trong công tác phòng chống dịch, không thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 dịch vụ tại đây. Nhân viên y tế của bệnh viện khi nghi nhiễm thì chuyển vào phòng cách ly khu sàng lọc, lấy mẫu real-time PCR gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và báo cáo. Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh chuyển cách ly theo quy định, không bố trí tại tầng 6 của bệnh viện như trong kế hoạch đã nêu. Cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác phòng chống dịch của chính phủ, Bộ Y tế các bộ ngành liên quan và Quỹ ban nhân dân tỉnh, đoàn liên ngành sẽ giám sát chấn chỉnh ngày tiếp nhận bệnh. Theo đánh giá của Bộ Y tế về cấp độ dịch bệnh đối với các tỉnh thành phố của cả nước, ngày 21 tháng 10 năm 2021, trong số 63 tỉnh thành có 26 tỉnh xanh, 37 tỉnh vàng, không có tỉnh ở cấp độ màu đỏ và màu cam. Tây Ninh được Bộ Y tế đánh giá phân cấp là tỉnh xanh thuộc cấp độ 1 mức bình thường mới cùng với các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Con Tâm, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái. Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh của một tỉnh, gồm số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân trên tuần, tỷ lệ tiêm vaccine, năng lực y tế, Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực khôi phục lại sản xuất kinh doanh, hoạt động sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường mới theo quy định đối với từng địa phương dựa trên cấp độ dịch đã được công bố. Các huyện, thị xã, thành phố nỗ lực thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, duy trì vùng xanh. Kính thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 10 đến 18 giờ ngày 22 tháng 10. Tây Ninh ghi nhận 66 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 69 ca so với ngày 21 tháng 10. Trong đó, Tết Dương Sàng Lộc 63 ca, cách ly tập trung cho nhập cảnh 3 ca, cụ thể ngoài tỉnh 3 ca. Nguyên Bến Cầu 17 ca, giảm 27 ca, trong đó An Thành 10 ca, Lời Thuận 3 ca, Tiên Thuận 1 ca, Thị Trấn Bến Cầu 3 ca. Nguyên Gò Dầu 14 ca, tăng 7 ca, trong đó Cẩm Giang 1 ca, Phước Đông 1 ca, Thành Đức 1 ca, Thanh Phước 2 ca, thị trấn Gò Dầu 9 ca, thị xã Trắng Bàn 11 ca tăng 8 ca, trong đó An Hòa 2 ca, An Tịnh 3 ca, Lộc Hưng 1 ca, Phương Trắng Bàn 4 ca, Phước Bình 1 ca. Thị xã Hòa Thành 5 ca giảm 8 ca, trong đó Hiệp Tân 3 ca, Trường Đông 2 ca, Quyện Tân Châu 5 ca giảm 20 ca, trong đó Suối Ngô 1 ca, Thành Đông 3 ca, Thị trấn Tân Châu 1 ca, Quyện Dương Minh Châu 4 ca giảm 6 ca trong đó Bào Năng 2 ca, xã Phan 2 ca, thành phố Tây Ninh 4 ca giảm 1 ca, trong đó phường 2 1 ca, Tân Bình 3 ca, quyền Tân Biên 3 ca giảm 22 ca, trong đó Tân Phong 2 ca, thị trấn Tân Biên 1 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.632 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 2.701 người. Công tác điều trị bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 10.713 bệnh nhân đang điều trị 1.353 bệnh nhân, số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện 9.214. Trong ngày 22 tháng 10, 58 ca. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tự cách ly 14 ngày tại nhà. Số ca tử vong 146 ca. Trong ngày 22 tháng 10, 0 ca. Do tình hình phong tỏa, tính đến ngày 22 tháng 10, tỉnh đã thiết lập 855 dùng phong tỏa

trong ngày không có trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt. Tính đến ngày 22 tháng 10, tổng cập đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9.525 trường hợp. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, tổng số các địa phương đã chi trả trong ngày 1.441 người với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Tổng số các địa phương đã chi trả đến ngày 22 tháng 10, 91.634 người với số tiền hơn 137 tỷ đồng. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 qua truy cập địa chỉ HTTPS 2.2-www.ttv11.com.vn để nhận được thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Quý vị thân mến, bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Thanh Tiến và Kiều Tiên xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.